Sau thời gian dài chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi thời giá, nhiều vườn thanh long ở đồng bằng sông Cửu Long rơi vào tình cảnh ít được quan tâm chăm bón. Làm thế nào để phục hồi vườn cây thanh long ở đồng bằng sông Cửu Long với chi phí hợp lý nhất? Những nội dung này sẽ được giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ tư vấn cụ thể trong chương trình Canh tác thông minh ngày 16 tháng 10 năm 2022. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.